Mình thì không, tại vì kiểu mình cũng là người sẽ giáo tốt, với cả mình muốn cải thiện để đẹp lên ấy, nên là những cái đó thì mình cũng không có vấn đề gì cả. Thời gian đầu thì do là mới lắp các cái mắc cài các thứ vào thì cũng thấy khó chịu một chút, nhưng mà sau thì quen rồi nên là mình cũng cảm thấy bình thường, cũng không có vấn đề gì, không có bất tiện gì trong cuộc sống. Mình tên là Đỗ Thanh Nga, 27 tuổi. Hiện tại mình đang là giáo viên ở Hà Nội. Trước khi điều trị thì răng của mình bị hô, với cả nó cũng không được đồng đều ấy. Tại vì mình muốn cải thiện cái nụ cười của mình, với cả muốn cho nhìn cho răng nó đều hơn, đẹp hơn. Mình có tìm hiểu qua các cái fanpage ở trên Facebook, và đặc biệt là các cái hội nhóm niềng răng ở Hà Nội. Trước ra mình hô nên là mình cảm giác mình cười nó không đẹp, với cả kiểu mình cũng không tự tin khi trò chuyện cho lắm. Mình thì không, tại vì kiểu mình cũng là người sẽ giao tốt, với cả mình muốn cải thiện để đẹp lên ấy, nên là những cái đó thì mình cũng không có vấn đề gì cả. Thời gian đầu thì do là mới lắp các cái mắc cài các thứ vào thì cũng thấy khó chịu một chút, nhưng mà sau thì quen rồi nên là mình cũng cảm thấy bình thường, cũng không có vấn đề gì, không có bất tiện gì trong cuộc sống. Thì tất nhiên là mình thấy nó rất là đều và đẹp hơn rất là nhiều, mà mình cũng tự tin hơn khi giao tiếp, khi cười. Mình rất là hài lòng, tại vì là nó đã được cải thiện rất là nhiều, và cũng sẽ là một cái động lực để mình có thể tự tin hơn khi giao tiếp và công việc của mình bên ngoài. Tôi rất là tư vấn nhiệt tình, và các anh chị làm các cái thủ thuật cho mình thì cũng rất là nhẹ nhàng và có giải thích, cũng như là động viên mình trong quá trình làm rất là nhiều. Mình cũng chỉ cho các bạn là cố gắng sắp xếp thời gian công việc cũng như là tài chính để có thể đến các cái nha khoa để điều trị các cái bệnh về răng miệng, đặc biệt là những bạn mà đang gặp tình trạng hô hay là bị khớp cắn ngược thì nên đi điều trị sớm để có thể cải thiện, như là lấy được sự tự tin trong giao tiếp của mình. Bác sĩ là một người kiểu bác sĩ là có tâm và có chuyên môn cao, thì bác cũng hay hỏi mình là có những cái yêu cầu gì thêm không để trao đổi với bác, để bác sẽ điều chỉnh, thì mình cũng có một số cái mong muốn riêng thì mình cũng trao đổi với bác, và bác cũng đều rất là ok và có đáp ứng theo các cái yêu cầu của mình. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn riêng đến bác sĩ Yên vì bác đã đồng hành với mình suốt 3 năm 8 tháng vừa qua để có thể trao ra được cái thành quả rất là tốt như hôm nay.